Bây giờ á là 20-30 cô bán không? 15.000 miếng á. Không, bây giờ 20-30 đi được mua. 15.000 một miếng. 20-30 bây giờ bán không? Rối não với bà cô bán tôm que 15.000 một miếng nhưng mà khách trả 30.000 hai miếng nhất quyết không chịu. Mùa hè đi biển để không có lỗi với mẹ thiên nhiên. Mới đây một nhóm du khách trong lúc đang tận hưởng hương gió biển thì có một cô bán tôm que đến mời. Ban đầu cô báo giá 15.000 một phần. Thế nhưng đến khi người đàn ông đề nghị lấy hai phần với giá 30.000 thì cô lại chần chừ một lúc, sau đó nhất định không bán với giá mà người đàn ông đưa ra. 15.000 một miếng. 2 miếng 30 giờ bán không? 15.000 miếng hả? 2 miếng 30 đi. Sau khi cả hai kỳ kèo giá cả qua lại một lúc lâu, cô bán tôm que chợt tỉnh ngộ khi biết người đàn ông chỉ đang muốn trêu mình. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cho nhiều người phải bật cười trước sự hồn nhiên của cô bán tôm que, cũng như trò đùa cắt cớ của người đàn ông. Một số bình luận được cộng đồng mạng để lại: chắc cô hay bị người ta trả giá nên cứ hễ trả giá là cô lắc đầu các kiểu, không kịp suy nghĩ gì luôn, thương ghê. Giá người ta có sẵn rồi mà trả giá cắt cớ quá. Chắc nắng quá nên cô say sẩm một chút thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.